Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học bốn niệm trụ, chẳng nên học bốn chánh đạo, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học bốn tịnh lự, chẳng nên học bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học tám giải thoát, chẳng nên học tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học pháp môn giải thoát không, chẳng nên học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học năm loại mắt, chẳng nên học sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học mười lực Phật, chẳng nên học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học pháp không quên mất, chẳng nên học tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học trí nhất thiết, chẳng nên học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học quả dự lưu, chẳng nên học quả nhất lai bất hoàn a la hán. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học quả vị độc giác. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lẽ nào chẳng nên học tất cả hạnh đại bồ tát? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lẽ nào chẳng nên học quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Hết quyển thứ 359.